Dạ vâng, Điện Máy Thần Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và tiếp tục lên sóng giới thiệu cho các bác về những dòng máy cơ xích. Và ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2024, tiếp tục lên video giới thiệu cho các bác một siêu phẩm nha. Một siêu phẩm máy cơ xích đến từ thiệu Zenith Komatsu nha các bác. Đấy, như các bác thấy, đây là một chiếc cưa Zenith Komatsu G370 nha. Đấy, G370, một trong những phiên bản máy cưa chuyên khai thác cỡ nhỏ, bền bỉ, nồi đồng quốc giá và được ưa chuộng nhất trên thị trường nha. Về cơ bản thì những dòng máy như G370 này, G3700 này, G3701 này, hay G375 này, đấy, hay G3711 ấy, tất cả đều giống nhau nha các bác. Thật sự tất cả đều giống nhau, không có sự khác biệt gì cả. Tất cả máy móc động cơ xài chung nhau, lốc liếc xài chung nhau, chỉ khác một vài tính năng, ví dụ như có thể có thêm trợ lực này, hoặc có thể thêm xả áp này, hoặc trợ lực lớn hoặc trợ lực nhỏ này, hoặc nó có thêm phanh xích chẳng hạn. Còn với đời G370 ấy thì con này là phiên bản tiêu chuẩn nha. Phiên bản tiêu chuẩn hay gọi phiên bản đời đầu ấy. Đấy, phiên bản cơ bản là nó luôn này. Dòng đời đầu đây. Máy này máy Big Bang nha. Dòng này nổ cực kỳ bền, cực kỳ bốc luôn này. Với con này thì nòng nó là 39 ly nha các bác. Nòng 39 ly và dung tích xi lanh của nó là 37cc nha. Con này nó còn đầy đủ tem thông số kỹ thuật nó đây nha các bác. G370 này, G370 AV, đời AV luôn nha, đời nổ rất là bốc. 37cc nha. Trọng lượng 4,1 kg đầu máy nha các bác. Đấy, tốc độ xích 14 m/s và độ ồn âm thanh 93 dB. Đấy, đời 94 nha. Đấy, con này thì hiện tại đang chạy trên máy nguyên zin nguyên bản lam 16 inch hay còn gọi là lam 4 tấc rưỡi. Chiều dài mặt cắt của nó có tầm 4 tấc nha các bác. 4 tấc. Đấy, chiều dài mặt cắt có tầm 4 tấc nha. Con này thì máy móc đẹp đầy đủ, liên lạc nguyên bản nó nha. Không sửa chữa thay thế gì cả. Về hình thức bên ngoài tổng quan thì các bác nhìn thấy này. Máy móc liên lạc không bể vỡ, không xuất mẻ gì nha. Sơn xiếc nguyên bản nó hết nha các bác. Sơn xiếc nguyên bản nó, hàm rồng rất đầy đủ này. Đấy, ốc arc đen kít luôn nha. Ốc arc riêng nguyên bản nó đen kít luôn nha. Bây giờ chưa dấu hiệu mở vặn luôn nha. Con này thì máy móc nguyên zin nguyên bản nghiêm chỉnh nha các bác. Máy móc ốc arc này có 7 màu luôn nha các bác. Đẹp. Xuất sắc luôn nha. Không bể vỡ xuất mẻ gì cả. Con này thì về nội thất bên trong em đã kiểm tra kỹ nha. Con này em đã mở bô ra soi piston nha. Piston bao cho các bác còn vân ngang luôn nha các bác. Con này piston còn vân ngang luôn. Hơi hám thì phải gọi là căng đét luôn nha các bác. Đấy. Hơi hám căng đét luôn nha. Đấy, hơi căng đét luôn này. Giật mà nó muốn giật ngược lại luôn nha các bác. Đấy. Con này piston còn vân ngang. Piston của nó 39 ly. Dòng này thì sẽ xài 2 bạc hơi nha. Đấy. Nhiều bác mua dòng G370 thường thường hay yêu cầu phải piston vân ngang thì con này còn vân ngang cho các bác luôn nha. Đấy. Bên trong nội thất nó đây. Đối với dòng máy chính hãng ấy, các bác để ý giúp em một điều ấy là những chi tiết nó đều có sự Zenith Japan này. Đấy. Ống gió nó nha các bác. Ống gió này trắng tinh luôn nha, đẹp. Chế chiếc nó này. Cái này hơi bám bụi tí này. Chế này, các bác thấy không ạ? Chế One Pro nha các bác. Con này thì cắt vừa khỏe vừa tiết kiệm xăng nha. Đấy, ốc arc của nó 7 màu chế chiếc trắng tinh luôn nha. Bên trong này. Nội thất bên trong thì gọi là VIP slip luôn nha các bác. Đấy, con máy này thì chưa động chạm, chưa sửa chữa thay thế gì cả. Đấy, con này em chỉ có gỡ vỏ áo này ra vệ sinh sạch sẽ, rửa ráy sạch sẽ mới mở bô kiểm tra piston thôi, mất vậy thôi. Đấy, không có sửa chữa thay thế gì nha. Con này nếu mà mở bên trong cho các bác nhìn thấy bên trong còn kẹp nữa rồi. Đẹp nha các bác. Số series nó có đầy đủ nha các bác. G370 Komatsu Zenith CO made in Japan. Đấy, đẹp. Lam xích này. Xích xích chuột nha. Con này chạy trong nhông khế nha các bác. Nguyên bản con này đều chạy xích chuột và nhông khế. Đấy. Lần này em sẽ ráp sơ sơ lại và nổ cho các bác nghe tiếng máy nha. Con này thì siêu VIP rồi. Rồi. Con này thì các bác nhìn thấy tem tăng thông số kỹ thuật nó đầy đủ nha. Nhớt nhớt bơm ok. Hàm rồng đầy đủ nha. Rồi. Dòng này thì sẽ phù hợp với công việc khai thác gỗ nhỏ hoặc làm gia đình cường độ cao nha. Với công việc khai thác gỗ nhỏ, khai thác gỗ được kính tầm 30 trở xuống ấy, các bác chỉ chạy tầm 45-50 quay đầu ấy. Máy muốn máy nó vừa tầm tay này, bền này, nồi đồng cốt đá này, các bác lựa chọn dòng này cho em. Em khẳng định với các bác nha, giá con này nó tương đương với Estin 021-023. Nhưng mà riêng nói về độ bền nhá, em chấp con Estin 021-023 nha các bác. Kể cả về công suất cũng tương đương luôn. Con này thì giá của nó hiện tại đang được bên em bán là 4 triệu với chiếc máy này nha. Đấy, 4 triệu với chiếc máy này. Giá có thể thay đổi tùy ra từng chiếc nha, tùy ra hình thức cũ hơn, mới hơn. Nó riêng nguyên bản hay không và tùy ra từng lam xích nữa cơ. Con này đi chạy lam nhông. Thế nên là giá nó sẽ là 4 triệu nha. Còn nếu mà đi lam latin thì giá sẽ cao hơn. Đấy, G370 nha. Đây là mức giá tốt nhất để các bác sở hữu con máy móc của nguyên bản nha. Đấy. 37cc nha. Con này riêng cỡ Estin 170 180 chưa bao giờ có cửa nha, bởi vì dòng này dòng hệ chuyên khai thác. Lốc xài lốc nhôm luôn nha. Con này thì có thể lên đồng tiền này và chạy xích lớn hơn. Đấy, chạy xích trung 91, thậm chí cả xích 325.
Còn hiện tại đang nguyên rim nguyên bản, chạy xích chuột nha. Đấy, máy móc thì xích xiếc ngon lành nha, rỗ sạc bén sẵn rồi, về các bác chỉ việc cưa thôi. Cân nặng con này nếu mà cả làm xích tập 5 cân nha. Còn bác nào mà có điều kiện kinh tế muốn mua con cưa về xài gia đình mà bền bỉ 10 năm không hỏng ấy, các bác lựa chọn dòng máy cho em. Đấy, thật sự là các bác là cứ sang nhất chuẩn chẳng lời nó hỏng cả. Rồi, nó nổ cho các bác nghe tiếng máy con này nha. Con này đời này sẽ không có phanh xích nha, đời gà 70 sẽ không có phanh xích. Máy nổ siêu êm nha các bác. Đây, bịt khô cho các bác nghe cái máy này. Máy nổ êm ru nha, các bác nghe đúng không? Máy êm ru luôn nha. Lên giếc rồi bạc đạn một lốc êm ru luôn nha. Tự động nha. Đấy, con này nhớt nhớt bơm ok nha. Cái này em chưa đổ nhớt nha các bác. Đấy, đổ nhớt vào nó ra nó hơi bẩn. Khi nào giao cho các bác thì em sẽ đổ nhớt thêm vào. Đấy. 4 triệu cho chiếc G370, máy móc rim nguyên bản nghiêm chỉnh, nòng màu piston bao văn ngang cho các bác nha. Đẹp. Đấy, bác nào có nhu cầu mua đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0362 820 840 để đặt hàng nha. Số điện thoại có cả Zalo nha các bác. Và các bác lưu ý giúp em nha. Chiếc này thì nó thuộc hệ khoa thục cỡ nhỏ nha, chuyên cho công việc khai thác gỗ nhỏ, nòng nó là 39 ly 37 cc nha. Đấy, máy móc đẹp, sơn xiên sơn lông lên của nó mới bảo hết nha. Máy thì siêu nhạy nổ rồi, hơi hám căng nha các bác. Con này quá tuyệt vời nha. Con này thì đồ đạc thay thế các bác không phải lo nha. Đồ phụ tùng nó có mới hoàn toàn luôn nha. Từ nòng bạc bê tông zen cho đến chế cho đến chuông nồi côn bơm nhất đồng tiền có mới toàn bộ cho các bác nha. Các bác hư hỏng không phải lo vấn đề gì về cái dòng Komatsu này. Đấy. Rồi. Video em xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn các bác ở video tiếp theo nha.